Chúng hôm nay là ngày tối thứ tư, ngày 1 tháng 1 năm 2020, ngày đầu năm. Chúng ta có duyên trong cái buổi học ngày đầu năm của năm mới luôn. Trước khi bắt đầu buổi học, chúc cho đại chúng đầu năm dương lịch, một năm thuận lợi mọi thứ, trong đó có việc học, tinh tấn học tập và tinh tấn tu tập để cho tốt, làm sao mà mình năm mới mình khác hơn năm cũ, chứ mình giống như năm cũ. Dạ, bên ngoài thì sao cũng được, nhưng bên trong tâm của mình thanh tịnh và tu tập nhiều hơn chút. Thưa đại chúng, thầy chúc chúng con cũng thầy. Dạ, hôm nay mình chúc ăn ké tết cổ tay thôi, còn mình còn vài bữa nữa. Dìu dắt chúng con hôm nay với chúng con. Dạ, nhiều ai trời, nhiều nhau đi. Thôi để chúng, hôm nay là ngày đầu năm, đáng lẽ là chúng ta ở nhà tiệc tùng, tiệc cơm, tiệc nước, tiệc gì nữa không? Nhưng quý vị không vì cái tiệc vui của cuộc đời mà quên đi cái chuyện học. Cho nên khi đến đây mà thấy xe của bậc bãi đậu xe đông, tự nhiên thấy lòng nó phấn chấn. Nãy mới tâm sự lại bỏ giám viện nói hiểu thì cũng nói thầy tọ, nhưng trước khi đi là con mất xin qua định qua để xin tọ con nghỉ. Và thấy quý vị là một hai là tình tọ cái tâm nguyện của thầy giám viện thật sự là một tâm nguyện cao cả, mà chúng ta không có một tay để mà cùng với cái tâm nguyện đó thì không có ngôi trường sẽ không có thành công. Thì qua cái việc mà tình tọ đó chia sẻ đó thì chúng ta đã có được một cái chương trình TV và nghe đâu đó phong phanh là mọi người đều là những mọi người đều có, thực ra cái đó là cái động cơ để khuyến khích mình học tập, để cho mình trao dồi, mình không có quên. Nhưng nếu giả sử như mà quý vị học rồi, quý vị về nhà mà quý vị bỏ qua đó rồi cứ đợi giờ lên lớp thì chắc chắn rằng nó không thấm vào chúng ta được bao nhiêu. Dạ. Và ngày hôm nay thì trở lại đây trong dịp đầu năm mới mà thấy quý vị đi học đầy đủ như vậy, đó là một cái sự tinh tấn đáng đáng dương. Một lần nữa mình tự vỗ tay cho mình, dạ, và luôn luôn tinh tấn như vậy ha. Hôm nay thì chúng ta sẽ không có bài kiểm tra, chúng ta đi thẳng muốn kiểm tra hả chúng ta? Ai giữ bài thi nè, gửi đi cho mô. Thầy không nhận được nha. Hôm nay nó thiệt á, thầy cũng rất lạ. Không biết con nhờ hai vợ chồng gửi con. Gửi lộn địa chỉ không? Không nói thiệt. Không, địa chỉ tính tay không biết. Mà gửi bao lâu rồi? Nó không biết. Nhật liệu đi phải không? Chị nhật liệu không? Không. Chị gì ta? Chưa tới đây để mà. Gửi bao lâu rồi? Con mới đưa vừa
con là chắc vừa tới nó hỏi gửi nó không hỏi nữa tại sao nó sẽ hỏi gửi con. Thưa đại chúng, hôm nay là tuần chúng ta học bù. Đáng lẽ ra tuần trước thầy dạy, nhưng mà vì biết lý do làm sao mà lễ mình mua vé vài mắt vào kiếm tới gần 600 đô. Tiếc hồi hồi không dám đi. Đi không dám đi. Cầm con chuột lên mà mình nít cái mà hoa không dám. Cuối cùng phải gọi thầy Bình Châu, xin thầy Bình Khánh dạy thế. Nên hôm nay chúng ta sẽ học bài bài học bù lại cái tình trước. Dạ. Quý vị có tài liệu hết chưa? Dạ có. Sao? Mì mà tôi nói ông Mỹ. Răng mình là nội răng. Yên chí. Dạ thưa đại chúng, hôm nay sao nữa? Mình hết rồi. Một tập là có 10 chương hoặc là 12 chương. Thì chúng ta một học phần chúng ta khoảng 12 buổi học. Thì chúng ta nếu mà chúng ta học cái kiểu mà học từng bài á, thì chúng ta sẽ không thể nào học kịp trong cái thời gian mà 3 năm. Cho nên chúng ta chỉ học một chương và một buổi học thôi, một lần học á. Chúng ta học một chương và trong chương đó tùy theo ngắn và dài sẽ chọn bài kinh để học. Thì thưa đại chúng, chúng ta đã xong cái phần mà tập 1 của kinh Tương Ưng. Ngày hôm nay chúng ta đi vào tập 2. Tập 2 thì tập này có 10 chương. Và chúng ta trong đó có những chương khá dài và trong đó có những chương cũng hơi ngắn. Cho nên chương nào dài chúng ta kéo dài 2 buổi học. Và chương ngắn thì chúng ta học tiếp theo. Dạ. Hôm nay quý vị học kinh Tương Ưng tập 2 và chương 1. Chương 1, chương này là tương ưng với nhân duyên. Dạ, quý vị trong cuốn sách này là 2 tập hay 1 tập? 2 tập. 2 tập, đã quá. Dạ. Chương này có 10 tập 2 này có 10 chương ha. Và 10 chương và hôm nay chúng ta học chương 1. Chương 1 là tương ứng nhân duyên. Quý vị nào về nhà có sách không? Dạ. Thầy không biết trang mấy. Trang 3, trang 7. Dạ. Chúng ta sẽ đọc. Quý vị nào mà không có sách thì chúng ta sẽ nhìn bản. Thế để chúng chương này có 10 phẩm, 9 phẩm. À xin lỗi, tập này có 10 chương và chương 1 là 9 phẩm. Và chương 1 này là 9 phẩm và có 189 bài kinh. Và chúng ta nghe cái tên của cái phẩm cái chương này á, là chúng ta cũng biết được là nói là cái gì. Dạ, chương này là tương ứng với nhân duyên. Cho nên đa phần các bài kinh trong chương này á, là nói về giáo lý nhân duyên khởi. Và giáo lý nhân duyên khởi là một cái cuộc hành trình của một đời người, của một chúng sanh có mặt ở trên cuộc đời này. Đó là theo một cái chuỗi quy trình của 12 nhân duyên, đó là gì? Khổ, không khổ, vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái, thủ, ngũ. Vì học ở bên lớp ở bên cái môn mà Phật pháp căn bản rồi phải không ạ? Cho nên là chúng ta chỉ ôm thôi. Tuy nhiên thì quý vị học sẽ bị quên, nhưng đây là một giáo lý chúng ta không được quên. Với người đệ tử Phật nói chung và lớp cao đẳng của mình nói riêng là không được quên giáo lý này. Giáo lý này chúng ta phải thuộc khi giảng sanh như vậy. Dạ. Chúng ta phải thuộc khi giảng sanh chúng ta mới thấy được cái quy trình mà một con người xuất hiện ở thế gian này. Và Đức Phật giác ngộ cái gì? Đức Phật giác ngộ cũng từ 12 nhân duyên này. Và Đức Phật từ giác ngộ đó cho nên Đức Phật mới phá trừ
thì khóa trừ một cái chi trong 12 nhân duyên thì 12 nhân duyên kia thì 11 chi phần còn lại sẽ tự nhiên. Và hôm nay chúng ta một lần nữa ôn lại thôi, chứ điều này chúng ta đã học rồi. Nhưng đây là giáo lý căn bản và quan trọng bậc nhất đối với người tu Phật. Và giáo lý này là nói lên một cái sự thật của bất cứ một chúng sanh nào, không có tôn giáo nào nói về 12 nhân duyên như đạo Phật. Và các ngoại đạo là cái giáo lý của người ta mình không bàn, nhưng mà để mà so về chân lý sự thật cuộc đời chiêm nghiệm lại thì giáo lý tứ đế, giáo lý 12 nhân duyên, tức là giáo lý duyên khởi, là nói rõ thực tế. Một chút nữa chúng ta sẽ chia sẻ ra và chúng ta thấy một con người, một cái hành động, một cái suy nghĩ của mình nó cũng nằm trong 12 nhân duyên này. Một cơn giận của chúng ta nó cũng nằm trong 12 nhân duyên đó. Và một người sanh ra, một chúng sanh sanh ra thế gian này, hoặc là một cái gì đó, một hành động gì đó, nó cũng đều nằm trong 12 nhân duyên. Chúng ta thấy như vậy thì chúng ta mới nhận được cái sự thật của Phật giáo, của tôn giáo, của giáo lý đạo Phật, và cho chúng ta một sự may mắn là chúng ta biết được giáo lý sự thật như vậy và tu tập để giác ngộ. Thì khi nói tới 12 nhân duyên thì 12 giáo lý 12 nhân duyên thì quý vị đều thuộc lào hết, chắc quý vị đã thuộc nhiều khi làm bài thi nhiều lần rồi phải không ạ? Nhưng mà để ứng dụng á thì nó là một chuyện khác, chưa chắc gì chúng ta ứng dụng được, cho nên chúng ta có học lại vài trăm lần nữa cũng không phí. Thì 12 nhân duyên bắt đầu từ vô minh và duyên hành. Mỗi một cái chi phần vừa là nhân mà vừa là duyên của chi phần sau, cho nên mình mới gọi là giáo lý nhân duyên khởi. Giáo lý nhân duyên khởi có nghĩa là vô minh là nhân để mà tạo ra hành, và cũng là duyên để mà tạo ra hành. Rồi hành duyên thức thì cũng lại là nhân để mà tạo ra thức. Và cứ như vậy ở cái chuỗi lẫn quẩn trong vô lượng luân hồi sinh tử, chỉ vòng vòng trong 12 nhân duyên này thôi. 12 nhân duyên này giống như một cái mắt xích mà chúng ta không chặt được thì nó vẫn cứ quay. Chúng ta thấy dây sơn không ạ? Nó cứ quay hoài như vậy. Và giống như một cái con kiến mà nó quay, nó bò trên cái miệng của cái bát, thì nó cũng, nếu chúng ta không biết 12 nhân duyên này. Và khi nói tới Phật giáo là đây là một trong giáo lý căn bản và quan trọng, cho nên trong kinh Đức Phật mới dạy rằng là ai thấy duyên khởi là thấy pháp, chưa thiếu cái nữa. Rồi ai thấy pháp mới thấy ta, rõ ràng như vậy. Thấy ta đây là không phải nhìn Phật, không phải thấy Phật, có nghĩa là thấy cái sự đồng hiểu như Phật vậy. Có nghĩa chúng ta giác ngộ được 12 nhân duyên này, chúng ta và Phật là đồng nhau. Chúng ta giác ngộ chưa? Mình giác ngộ rồi, nói thầy lãnh lễ. Như vậy ha, chúng ta tổng quan là như vậy. Thì bây giờ chúng ta qua cái phần chính của cái chương này là chính phẩm. Phẩm đầu tiên là phẩm Phật Đà, phẩm hai là phẩm đồ ăn, phẩm thứ ba phẩm mười lực, phẩm thứ tư phẩm Kalara, phẩm thứ năm là phẩm gia chủ, thứ sáu là phẩm cây, thứ bảy phẩm đại, thứ tám phẩm sa môn, thứ chín là phẩm trung lược. Chúng ta qua cái phần phân tích. Chúng ta chọn bài kinh để học trong cái phẩm này, chương phẩm này, phẩm thứ nhất này là bài kinh số 2, là có tựa là phân biệt. Và bài kinh này tương đương là kinh Tạp A Hàm ở quyển 12, kinh số 16, trong đại chính là quyển 2. Vì đâu có cần chép đâu, vì có tài liệu hết rồi. Rồi bây giờ thầy mời một vị để đọc lại cái bài kinh này, để chúng ta sẽ học tiếp. Thu Phước Ngọc đọc đi. Quý vị nào không có sách thì những bạn.
phân đều. 1. Trú ở Savatthi. Số 2. Này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết và phân tích cho các ông về lý duyên khởi. Hãy lắng nghe và khéo suy nghiệm. Ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo ấy, vâng đáp Thế Tôn. 3. Thế Tôn nói như sau. Này các tỳ kheo, thế nào là duyên khởi? Này các tỳ kheo, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, thức duyên sanh sắc, danh sắc duyên sáu xứ, xứ sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già chết, sầu bi khổ ưu não được khởi lên. Như vậy là toàn bộ khổ ẩn này tập khởi. Số 4. Và này các tỳ kheo, thế nào là già chết? Cái gì thuộc chúng sanh này hay chúng sanh khác? Thuộc bộ loại chúng sanh này hay thuộc bộ loại chúng sanh khác? Bị già yếu, suy nhược, hủ bại, tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ, tàn lụ, các căn chín mùi, đây gọi là già. Cái gì thuộc chúng sanh này hay chúng sanh khác? Thuộc bộ loại chúng sanh này hay bộ loại chúng sanh khác? Bị một diệt, hủy hoại, tiêu mất, tử vong, các uẩn hư hại, thân thể hoại diệt, vứt bỏ, đây gọi là chết. Như vậy, đây là già, đây là chết. Này các tỳ kheo, đây gọi là già chết. Số 5. Này các tỳ kheo, thế nào là sanh? Cái gì thuộc chúng sanh này hay chúng sanh khác? Thuộc bộ loại chúng sanh này hay thuộc bộ loại chúng sanh khác? Bị sanh, xuất sanh, giáng sanh, đạn sanh. Sự xuất hiện các uẩn, các thành tựu các xứ. Này các tỳ kheo, đây gọi là sanh. Số 6. Này các tỳ kheo, thế nào là hữu? Này các tỳ kheo, có ba hữu: dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Này các tỳ kheo, đây gọi là hữu. Số 7. Và này các tỳ kheo, thế nào là thủ? Này các tỳ kheo, có bốn thủ này: dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ. Này các tỳ kheo, đây gọi là thủ. Số 8. Này các tỳ kheo, thế nào là ái? Này các tỳ kheo, có 6 ái thân này: sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Này các tỳ kheo, đây gọi là ái. Số 9. Này các tỳ kheo, thế nào là thọ? Này các tỳ kheo, có 6 thọ này, thân này: thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý xúc sanh. Này các tỳ kheo, đây gọi là thọ. Số 10. Này các tỳ kheo, thế nào là xúc? Này các tỳ kheo, có 6 xúc thân này: nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Này các tỳ kheo, đây gọi là xúc. Số 11. Này các tỳ kheo, thế nào là 6 xứ? Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Này các tỳ kheo, đây gọi là 6 xứ. Số 12. Này các tỳ kheo, thế nào là danh sắc? Thọ, tưởng, tư, xúc, tác ý, đây gọi là danh. Bốn đại chủng và sắc do bốn đại chủng tạo ra, đây gọi là sắc. Như vậy, đây là danh, đây là sắc. Này các tỳ kheo, đây gọi là danh sắc. Số 13. Này các tỳ kheo, thế nào là thức? Này các tỳ kheo, có 6 thức thân này: nhãn thức, ý thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Này
Này các tỳ kheo, đây gọi là thức. Số 14. Này các tỳ kheo, thế nào là hành? Này các tỳ kheo, có ba hành này: thân hành, khẩu hành, ý hành. Này các tỳ kheo, đây gọi là hành. Số 15. Này các tỳ kheo, thế nào là vô minh? Này các tỳ kheo, không rõ biết khổ, không rõ biết khổ tập, không rõ biết khổ diệt, không rõ biết con đường đưa đến khổ diệt. Này các tỳ kheo, đây gọi là vô minh. Số 16. Như vậy, này các tỳ kheo, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu xứ, sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già chết, sầu bi khổ u não được khởi lên. Như vậy là toàn bộ khổ ẩn này tập khởi. Nhưng do sự ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn, nên hành diệt, do hành diệt nên thức diệt, do thức diệt nên danh sắc diệt, do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt, sáu xứ diệt nên xúc diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do ái diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già chết, sầu bi khổ ưu não đều diệt. Như vậy là ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn của toàn bộ khổ ẩn này. Dạ mô Phật. Cảm ơn cô Phước Ngọc. Vì nghe rõ không ạ? Dạ. Cái này chúng ta nghe hoài ha. Thầy thầy hỏi thử rồi. Bao nhiêu lần chúng ta nghe lại giáo lý này rồi. Hỏi thiệt á. Dạ. Trên 10 lần không? Dạ. Hơn 10 lần không? Chúng ta vừa nghe qua YouTube, vừa nghe qua các thầy dạy, và nhan nhãn mà từ ngày chúng ta bước vào chùa để tập đi chùa, chúng ta đã nghe giáo lý này rồi. Thế mà tại sao nó vẫn có một cái gì đó khi chúng ta học lại chúng ta vẫn thấy nó mới, vì chúng ta chưa ứng dụng được. Quý vị đọc bài kinh vừa rồi, quý vị có thấy cái gì lạ không? Dạ. Không. Dạ. Thường chúng ta đọc theo cái chiều hướng là xui, là vô minh, hành thức, danh sắc, luật nhập, rồi xúc thọ, ái thủ hữu. Nhưng hôm nay trong bài kinh này thì lại sắp là ngược lại, tức là già chết sắp trước và sau đó. Giáo lý này chúng ta có thể sắp ngược, sắp xui, miễn sao mà chúng ta thấy cái nào mà nó thượng, chúng ta nhắc một cái nào trước. Và cái căn bản của giáo lý này, khi chúng ta đoạn diệt một cái, chúng ta đã tu tập một cái, thì 11 cái còn lại là đều rụng rời hết. Thì hồi nãy thì có nói đó, là đây là một bài giáo lý không phải mới, nhưng chúng ta học thêm 100 lần nữa chúng ta vẫn thấy nó hay, và vẫn thấy tại vì nó thực tế. Nó thực tế với ai chưa giác ngộ thì nó vẫn thực tế. Và những cái gì mà để cho một cái quá trình của một con người từ vô thủy đến nay mà vẫn bị trầm luân, thì đó chính là 12 nhân duyên này. Dạ. Ban đầu là do vô minh. Dạ. Vô minh là gì? Vô minh được định nghĩa là gì? Không thấy. Dạ. Bây giờ mới lập phép lại nè, chúng ta học trên 10 lần anh nãy thầy hỏi. Nhưng mà giờ hỏi vô minh là gì? Đúng rồi, trong đoạn kinh này vô minh không nhận ra tứ diệu đế là vô minh. Và nếu mà phân tích sâu xa nữa, vô minh mà không có thấy được những cái điều gì mà cuộc đời này không nhận ra giáo lý, nhưng mà trong bài kinh này căn bản là tứ diệu đế, tức là khổ, nguyên nhân của khổ và con đường đến diệu khổ, mình không nhận ra cái đó là vô minh. Dạ. Giờ mình có một cái trăm, một cái ngàn bằng tiến sĩ, mình học, mình khám phá hết vũ trụ này, nhưng mà mình không thấy thế gian này là khổ, thì mình vẫn còn vô minh.
Dạ, vô minh trong đây định nghĩa là không bị hiểu tứ diệu đế, đó là vô minh. Và chính vì vô minh như vậy, chúng ta không có cái hiểu rõ vậy, cho nên chúng ta làm duyên để tạo ra hành. Hành là gì? Hành là một cái những cái quy trình mà để mà trong cuộc đời này, và có ba cái, đó là thân, khẩu và ý. Và từ đâu? Từ vô minh, cho nên không có hiểu rõ, cho nên mới để ý khởi lên cái hành động để tạo nghiệp. Và từ ý khởi lên cho nên dẫn đến là thân tạo nghiệp và khẩu tạo nghiệp, cho nên do vô minh mà mới có hành. Hành đây tức là chỉ mọi cái diễn biến trong tâm thức của mọi người, trong tâm thức lẫn cơ thân thể vật lý này luôn, cho nên đó là hành. Rồi hành mới đưa đến gì nữa? Hành đưa thức, đúng rồi. Và hành là tạo duyên cho thức. Và thức đó là gì? Đúng rồi, thức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. Đó là sáu cái thức. Thức là sự phân biệt. Chính vì sự phân biệt cho nên chúng ta mới có biết được cái này và phân biệt và so sánh cái kia cao và thấp, và so sánh đó từ con mắt mình tạo ra, và từ đó là gọi là nhãn thức, nhĩ thức. Rồi thức chẳng gì nữa? Vô minh hành thức. Danh sắc là gì? Này mình chỉ ôn lại thôi nha, chứ không học gì hết trơn. Hôm nay chúng ta ôn lại thôi. Danh sắc là gì? Mới đọc cái này nè. Mới đọc mà con không nhớ nữa. Dạ, trong này là danh sắc. Danh có nghĩa là chỉ cho cái phần tinh thần. Dạ, cái phần tâm lý. Đó là bao gồm xúc, thọ, tưởng, tư, tác, ý. Thì trong này là giải thích như vậy, nhưng mà trong thắng pháp thật yếu luận á, thì gọi là danh là thọ tưởng hành thức, giống như trong ngũ uẩn á. Dạ, thì hai cái đó đều là định nghĩa đúng hết. Và theo kinh Tương Ưng thì chúng ta mới vừa đọc á, thì xúc thọ tưởng tư đó chính là cái phần tinh thần, cái phần tâm lý. Nhưng mà bên thắng pháp thật yếu luận thì lại nói là thọ tưởng hành thức đó chính là phần tâm lý. Và rõ ràng như vậy, hai cái nào cũng đúng hết. Dạ, cái phần mà chúng ta cảm thọ và chúng ta suy tưởng như hành thức, những cái đó là thuộc về tâm lý. Còn cái phần mà vật lý là gì? Là sắc, tức là thân tứ đại này. Dạ, thì một chúng ta tới đây chúng ta dừng lại để quán chiếu được một chúng sanh mà có trên cuộc đời này là bắt đầu từ vô minh trước. Vô minh và để duyên ra, khi một chúng sanh mà gắn vào thai mẹ đó, thì đây là những giai đoạn bắt đầu để hình thành lên tâm lý, và từ từ bào thai của đứa trẻ lớn lên, và tiếp theo là những cái giai đoạn tiếp nữa. Danh sắc là gì nữa? Lục nhập là gì? Sa căn. Dạ, chúng ta có lục nội xứ và lục ngoại xứ. Lục nội xứ là gì? Là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Dạ, và ngoại xứ là gì? Sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Do cái này tiếp xúc với nhau và cho nên nó có lục nhập. Rồi tiếp theo là gì nữa? Xúc tức là sự tiếp xúc, sự va chạm. Và khi này là một đứa trẻ lớn lên, và mỗi một cái giai đoạn biến chuyển thì nó tiếp xúc, và khi tiếp xúc á thì tạo ra gì nữa? Cảm thọ. Dạ, như cái này thấy trơn thì chúng ta thấy thích thì nó gọi là họ lạc. Mà chúng ta tiếp xúc cái gì mà nóng hay là cái gì mà gai thì chúng ta khó khổ. Dạ, thì đó là những cái tiếp xúc của một vi vòng của người. Và xúc, thọ, rồi gì nữa? Ái. Từ cái mà chúng ta sanh lên, cái cảm thọ thích, chúng ta mới muốn níu giữ. Dạ, và tham ái, và tham và thích cái đó, và giữ hoài. Thích cái đó rồi mới thủ chứ, thủ rồi mới giữ. Dạ, rồi giữ lại, rồi bám chấp. Rồi tiếp nữa là gì? Thủ là sự hiển hữu. Và sự hiển hữu đó, và trong này có nói ba cái hữu là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Tức là nói đến không phải ở đây, mà khi mà chúng ta là tái sinh lên một cảnh giới cao hơn nữa là vô sắc, cũng là chấp hữu trong đó. Hữu rồi gì nữa?
hữu hữu nhỉ? Hữu sanh, dạ, sanh già bệnh chết, dạ, sanh già ô bi khổ não. Thì từ đó một cái vòng luẩn quẩn như vậy, và con người cứ hết kiếp này cho đến kiếp khác, nếu chúng ta chưa nhận ra được 12 nhân duyên này, nó là như vậy. Và nếu chúng ta quán ngược lại, từ đâu mà có già thì chúng ta lại thấy một cái vòng như vậy, và chúng ta quán xuôi quán ngược như vậy. Và 12 nhân duyên này nó chính là nhân quả của trong ba đời. Dạ, ví dụ như vô minh chính là nhân của vô minh, hành là nhân của thức, nhưng mà hành thức danh sắc lục nhập đến ái cho đến cái thủ hữu, đó là cái nhân hiện tại. Và từ ái mà cho đến thủ hữu, nó là cái nhân để cho tiếp theo cái quả là già chết. Và cứ như vậy kéo dài. Và hồi nãy ban đầu thì có nói đó, giáo lý nhân duyên này có 12 nhân duyên, có mặt trong tất cả mọi hoàn cảnh, từng sát na luôn, và có mặt trong mọi cái hành động của con người. Mình thí dụ, và bây giờ một hành động sân hận, hành động sân hận, nếu chúng ta một cái người mà bình thường không học giáo lý, chưa có chiêm nghiệm được giáo lý này, chúng ta thấy nó chỉ là một hành động sân hận xuất phát từ tâm thức thôi, nhưng không, nó trọn vẹn 12 nhân duyên này. Sân hận từ đâu? Từ vô minh. Vô minh mình không nhận được là sân hận nó là cái kết quả thế nào, và sân hận nó tác hại thế nào, và khi vô minh đó nó mới đưa cho cái thức và phân biệt. Có thể một cái hành động sân hận là do chúng ta nhận thức về cái việc đó như thế nào. Nếu mà người hiểu đạo, người mà học Phật thì nhận thức ra cái việc đó nó vốn có nhân quả của nó thì không có giận được không? Thì bất cứ một điều gì vậy, sân hận với một cái ví dụ thôi. Dạ, và bất cứ một cái hành động nào trong cuộc đời chúng ta đều mang dáng dấp của 12 nhân duyên. Cho nên gọi giáo lý 12 nhân duyên này là một cái giáo lý tuyệt vời và vi diệu. Và chính ngay Đức Phật trước khi thành đạo, Đức Phật cũng quán, và khi nhận ra được 12 nhân duyên này là để tạo cho cái vòng luân hồi, và Đức Phật đã chấm dứt từ đó. Và trong bài kinh này Đức Phật gọi các tỳ kheo để mà dạy rõ. Thì như đối với chúng ta thì bài kinh này nó chỉ là một cái sự ôn lại thôi, không ai mà không biết. Nhưng mà để mà thực tập á là không phải dễ. Và ngày mai chúng ta về bất cứ một cái hành động nào chúng ta đem ra, chúng ta sẽ thấy nó có nguyên nhân của nó, cái bắt đầu từ vô minh, từ vô minh mà ra. Nếu chúng ta có sáng suốt thì chúng ta nhận ra được vấn đề, và chúng ta sẽ không để cái sự sân hận, cũng như không để sự tham lam và khởi lên. Và đặc biệt chúng ta về chúng ta ghi 12 nhân duyên xuống, chúng ta coi chúng ta bị dính vào cái nào nhiều nhất, vô minh nhiều hay là ái nhiều. Hai cái đó nó là tác nhân, là duyên với nhau. Và do chúng ta ái vì vô minh cho nên chúng ta mới có ái, và ái là tiếp tục, cứ tiếp tục như vậy. Và cứ tiếp tục nhận thức và cảm thọ cảm xúc, không biết bao giờ chúng ta mới nhận ra được. Và một khi chút nữa chúng ta qua cái bài kia, chúng ta sẽ thấy bậc hiền trí và người ngu như thế nào. Và chúng ta sẽ nhận ra được điều đó và rất là dễ. Và nguyên cái chương này sẽ nói về đa phần những nói về giáo lý 12 nhân duyên này. Chúng ta cho nên chúng ta học nguyên một chương này, chúng ta sẽ có cơ hội nhiều để ôn lại. Đây là một bài học và khá quen thuộc, nhưng mà không phải là một bài học mà dễ dàng để mà chúng ta có thể áp dụng. Chúng ta làm sao mà để chúng ta không bị 12 nhân duyên đó trói buộc, đó là trong đời sống này. Mỗi một người sẽ tự thực tập trong cuộc đời này. Nội dung là chúng ta mới vừa đọc qua bài kinh này, thì đại ý bài kinh này chỉ dạy về giáo lý duyên khởi mà thôi. Đại ý này cũng là một lần nữa để ôn lại. Nếu chúng ta không nhận được 12 nhân duyên này thì cứ như vậy rồi chúng ta nếu ly tham và đoạn diệt được vô minh thì những cái chi phần còn lại cũng sẽ diệt, và cuối cùng là không còn sinh già bệnh chết sầu bi khổ não. Chúng ta về cố gắng đọc thêm ha. Áp dụng vào đời sống hàng ngày.
và áp dụng ý nghĩa bài kinh vào đời sống hàng ngày. Chúng ta tu tập cố gắng quan sát 12 nhân duyên càng nhiều. Quý vị về, quý vị thật ra mỗi một lần mà thầy đọc lại những bài kinh mà mình học, hồi xưa mình học mình không có thấy cái tác dụng vi diệu vậy đâu, nhưng bây giờ mình đọc lại, thầy mới đọc lại hồi bữa mà thầy soạn bài, thầy thấy rất là hay. Dạ, chúng ta thấy bất cứ một cái hành động gì, một cái suy nghĩ của mình nó cũng nằm trong 12 nhân duyên này. Nếu chúng ta kịp thời nhận ra là chúng ta sẽ thấy nhẹ nhàng, và chúng ta thấy thế giới này không có gì mà để mà làm cho mình ràng buộc cả. Chẳng qua gì mình bị cái vô minh nó đóng quá lâu, dạ, và bị ham ái quá nhiều, và cuối cùng mình quý vị mỗi lần quý vị cảm xúc cái gì á, vì chạm va chạm gì, chúng ta sẽ quán chiếu lại những lời kinh dạy, thì chúng ta sẽ thấy, nếu chúng ta thấy mà chúng ta quá thích một cái vấn đề gì đó, thì chúng ta hãy coi lại là 12 nhân duyên nó dính vào cái mắt xích nào. Và đặc biệt của giáo lý này rất là hay, là nếu chúng ta cắt cái mắt xích nào thì tự nhiên 11 cái mắt xích còn lại nó sẽ tự tan ra. Thí dụ như chúng ta cắt cái mắt xích ái thì tự nhiên nó sẽ không còn mấy kia nữa, tại nó không còn cái chỗ bám phiếu nữa, thì nó sẽ không có cái sự mà nói dòng lại nữa. Chúng ta bây giờ cái thức của mình phân biệt mà chúng ta chấp vào cái sự của mình là đúng. Và thí dụ đây là nó là màu hồng đi, mà ai nói nó cái màu xanh ta cãi, nó tự nhiên là mình sao, mình cãi là mình đã vô minh rồi. Tại sao? Tại cái người đó họ thấy vậy mà họ bị mù mờ mà, phải không? Dạ, thì chúng ta chính vì cãi vậy, ở đây không phải có nghĩa là mình nói cái hôm sau nha, chứ không phải cuộc đời này ra mà người ta đưa tại mình tờ giấy mình ta nói 100 đô là mình chấp nhận mà không được, hoặc là thí dụ như vậy. Dạ, cho nên những cái đó là nếu mình cãi thì mình bị vô minh và tạo lên sự sân hận, và cuối cùng ai sẽ là người mình cảm họ sao, sân hận và khổ đó. Cho nên cứ như vậy, và chúng ta thấy bất cứ cái gì nó cũng dính 12 nhân duyên đó, cho nên rất là hay, giáo lý rất là vi diệu. Và chúng ta cắt được cái nào, ví dụ một trong những cái đó cắt được là chúng ta sẽ, ví dụ như danh sắc, chúng ta học giáo lý ngũ uẩn rồi, và chúng ta bị bám víu vào ngũ uẩn này, mà khi mà chúng ta không quan trọng ngũ uẩn này nữa thì cái kia nó còn không còn. Dạ, và cuối cùng là chúng ta thấy xanh là gì, hay là chúng ta thấy một cái già đi, chúng ta cảm thấy già là một cái gì đó mà chúng ta lo lắng, nhưng mà chúng ta từ đâu mà nó có già, có xanh. Dạ, và cuối cùng nữa, đặc biệt của giáo lý này là tóm lại bằng 4 câu kệ là gì, do cái này có cho nên cái kia mới có, do cái này xanh. 4 câu này quan trọng lắm nha, 4 câu này không hề đùa. Dạ, 4 câu này không hề là một cái câu nói mà giống như là không, giống như đọc qua để rồi quên. Chúng ta hãy nhớ, do cái này có mặt, do cái kia có mặt, do cái gì có mặt mà chúng ta khổ, do vô minh. Dạ, do vô minh có mặt nên sanh ra kia. Nếu ta không có vô minh thì không có cái khác sanh ra. Do cái gì mà làm cho chúng ta đau khổ? Do tham ái. Nếu không có tham ái không có thì mọi thứ đều không kéo theo. Nó rất là hay, vì rất là hay, chúng ta học nghe giảng cũng có 100 lần nhưng mà chưa áp dụng thì nó chưa hay lắm. Chúng ta cố gắng áp dụng ha. Dạ, rồi áp dụng trong đời sống hàng ngày là như vậy. Rồi câu hỏi ông Tập, thế nào là lý duyên khởi? Dạ, lý duyên khởi là 4 câu mình mới đọc vừa rồi đó. Dạ, cái này có, cái kia có vô minh nên mới có hành thức, và có vô minh nên có già chết. Dạ, và không có vô minh thì sẽ không có những cái còn lại. Dạ, và không có già chết thì cũng sẽ không có vô minh. Dạ, nó cứ liên quan duyên với nhau là vậy. Buồn ngủ không? Dạ, cái này mình ôn lại nữa ha. Rồi câu thứ hai là thế nào là vô minh, hành thức, danh sách và những cái này chỉ là nhắc lại thôi. Thế nào là vô minh thì nãy thầy có lược lại vì về đọc câu hỏi để mà ôn lại nguyên một bài. Chúng ta qua phẩm thứ hai, phẩm này cũng có 10 bài kinh. Dạ, bài kinh để chọn đại học là bài kinh số 9, và dạ, bậc hiền so sánh với kẻ ngu. Mời vị nào có sách đọc dùm. Dạ. Dạ. Trú tại Savatthi,
Đối với kẻ ngu, này các tỳ kheo, bị vô minh che đậy, bị tham ái hệ phược, thân này được khởi lên như sao? Chỉ có thân này và danh sắc ở ngoài, như vậy là bộ hai này. Riêng bộ hai này có xúc, có sáu xứ, do cảm xúc bởi chúng, hoặc một trong hai người ngu cảm thọ là khổ. Đối với bậc hiền, này các tỷ kheo, bị vô minh che đậy, bị tham ái hệ phược, thân này được khởi lên như sao? Chỉ có thân này và danh sắc ở ngoài, như vậy là bộ hai này. Duyên bộ hai này có xúc, có sáu xứ, do cảm xúc bởi chúng, hoặc một trong hai người hiền cảm thọ là khổ. Ở đây này các tỷ kheo, có gì phân biệt, có gì sai khác, có gì dị biệt giữa bậc hiền và kẻ ngu? Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy Thế Tôn làm lãnh đạo, lấy Thế Tôn làm chỗ y chỉ. Bạch Thế Tôn, lần thai nếu Thế Tôn nói lên cho chúng con ý nghĩa lời nói này, sau khi nghe Thế Tôn giảng, các tỷ kheo sẽ thọ trì. Vậy này các tỷ kheo, hãy nghe và khéo suy niệm, ta sẽ nói. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Các vị tỷ kheo ấy tôn đáp Thế Tôn: Thế Tôn nói như sau. Này các tỷ kheo, bị vô minh che đậy và bị tham ái hệ phược, thân này của người ngu được sanh khởi, vô minh ấy người ngu không đoạn tận, tham ái ấy người ngu không tận trừ. Vì sao? Này các tỷ kheo, người ngu sống phạm hạnh không phải vì chân chánh đoạn trừ khổ đau. Do vậy, người ngu khi thân ngoại mạng chung đi đến một thân khác, do đi đến một thân khác, người ấy không giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, u, não. Ta nói rằng người ấy không thoát khỏi đau khổ. Và này các tỷ kheo, bị vô minh che đậy, bị tham ái hệ phược, thân người hiền trí được sanh khởi, vô minh ấy người hiền trí đoạn tận, tham ái ấy người hiền trí tận trừ. Vì sao? Này các tỷ kheo, người hiền trí sống phạm hạnh vì chân chánh đoạn trừ khổ đau. Do vậy, người hiền trí khi thân hoại mạng chung không đi đến một thân khác, do không đi đến một thân khác, vị ấy giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, u, não. Ta nói rằng vị ấy thoát khỏi đau khổ. Này các tỷ kheo, đây là sự phân biệt, đây là sự sai khác, đây là sự dị biệt giữa bậc hiền trí và người ngu. Đọc hay không quý vị? Hay nha, câu này cũng ngắn nhá ha. Dạ. À, quý vị nghe rõ không? Dạ. Bài kinh này quan trọng ở một câu. Ở đây này các tỳ kheo, có gì phân biệt, có gì sai khác, có gì dị biệt giữa bậc hiền và kẻ ngu? Dạ, thì nghĩ chắc quý vị nghe và đã hiểu hết rồi phải không ạ? Dạ. Kẻ hiền, người hiền và kẻ ngu nó chỉ khác nhau có một cái thôi. Dạ, đó là sự nhận thức. Dạ, tất cả trong chúng ta này ai cũng như vậy, nhưng khác nhau ở một cái chỗ là ngu hay là có trí. Ngu đây không phải là chỉ cho người đó thế nào, có trí này cũng không phải chỉ cho người đó học giỏi, con nhà giàu đẹp trai học giỏi gì cả, mà sự nhận thức. Dạ, nhận thức được vô minh, nhận thức được 12 nhân duyên thế như thế nào, thì đó là sự phân biệt của kẻ ngu hay là người hiền. Vậy hỏi một câu cho vui nè, chúng ta là tự nhận là chúng ta là kẻ ngu hay người hiền? Thôi đừng nói, hỏi chơi thôi, đừng nói, nói đã tiện lắm. Dạ, thưa đại chúng, thì bài kinh này, bài ở phẩm trước á, chúng ta ôn lại cái giáo lý 12 nhân duyên. Cái phẩm này chúng ta chọn là bài kinh đi học, thì bài kinh này để nói rõ hai thái cực. Một thái cực là chấp vào, ở đây trong bài kinh này nó là vô minh,
nó là kẻ ngu và người hiền, nhưng mà thầy tạm gọi đó là hai thái cực. Một người thì bị chìm đắm trong cái vòng 12 nhân duyên đó, và một người nhận ra, và hai cái này được định nghĩa, được xác nhận đó là người hiền hay là kẻ ngu. Và nó chỉ đơn giản một điều thôi, đơn giản lắm, bài kinh này không có gì để mà khó hiểu cả. Nếu chúng ta đọc qua một dòng chúng ta cũng có thể hiểu rõ và nhận ra được. Dạ, đó là bị vô minh che đậy, bị tham ái hệ phược. Hệ phược là gì? Trói buộc. Dạ, hệ trong sự liên hệ, trong sự mà xích sâu lại nhau á. Phược là gì? Phược là sự trói buộc của thân này. Thân của người ngu á được sanh khởi là bởi vì vô minh mà người ngu không tỏ trọng. Bài kinh dạy rõ ràng như vậy. Dạ, ở đây mình là bài kinh này đơn giản nhưng mà nó mang ý nghĩa thực tế. Dạ, thực tế là ở chỗ nào? Thực tế đối với cá nhân từng người. Đọc bài kinh này xong, chúng ta tự quán chiếu lại mình. Chúng ta thấy vô minh mà mình không đoạn thì tự nhiên mình là nằm mình thấy cực ngu à. Rõ ràng như vậy. Mình thương một người đó, nãy này mình nói trên giáo lý nha, còn thực tế thì từ từ bớt ra chứ đừng có về mà bỏ liền cái mất công. Ta không cho mình đi học nữa. Dạ. Dạ, mình thương một người đó mà mình bỏ không được, mà mình về đi nhớ ngày thương thì mình tự quánh giá mình. Dạ, mình rơi vào cái bên nào. Dạ, hay là mình thích một cái món ăn mà mình không từ bỏ được, hay là cái những cái gì đó, tất cả những đó, hay là cuộc đời này khổ mà mình thấy không có gì khổ, mình không nhận ra được cái nguyên nhân của cuộc đời này là khổ, mình cũng không tu tập con đường đưa đến việc khổ, đó là tứ diệu tứ niệm xứ, tứ chánh còn, tứ như thốc, và niệm thức pháp tu, mình không có tham dự cái nào hết thì tự mình quán giác cho chính mình. Đã, và bản thân của mình sẽ biết mình nằm ở đâu. Đọc bài kinh này rồi, nhớ bài kinh này, mỗi ngày hành động của mình á, mình coi mình có sửa đổi được chưa. Dạ, trong 12 nhân duyên mà mình cái cảm xúc của mình thích thú cái đó là vui, cái đó là mượt mà, cái đó là thế nào mà mình bị bám víu vào trong đó thì mình là bị vô minh chi phối. Dạ, và rất là nhiều ha, 12 nhân duyên chúng ta có thể. Và vô minh ấy, người ngu không đoạn bằng tham ái, người ngu không tận trừ. Và người ngu sống phạm hạnh không phải vì chân chánh đoạn trừ khổ đau. Ở đây nói thêm một điều nữa là có những người cũng sống phạm hạnh nhưng mà không phải cái mục đích để đoạn trừ khổ đau, mà sống phạm hạnh để phô trương cho người ta thấy. Thì cái câu này giải thích cái chỗ đó. Do vậy mà người ngu thi thân hoại mạng chung, đi đến một thân khác. Và do đi đến một thân khác cho nên người ấy không giải thoát sanh già chết sầu bi khổ não. Có nghĩa là sao? Cứ loạn quẩn và cứ luân hồi và cứ như vậy và cứ tiếp tục tái sanh và tái sanh nữa. Đó là người ngu và không thấy được. Và khi chắc chắn rằng kiếp này chúng ta không thấy thì chúng ta cứ tạo nghiệp, và cứ tạo nghiệp như vậy thì kiếp sau nó sẽ nghiệp, nó sẽ quay lại và mình trả. Và cứ như vậy chắc chắn rằng chúng ta có mặt ở đây là đầy dễ nghiệp. Cho nên bây giờ chúng ta nhận ra được và chúng ta sẽ không tạo bất cứ một cái nghiệp nào nữa thì đó là người hiền. Còn kẻ ngu thì nó tiếp tục. Rồi cái phần số 8: và này các tỳ kheo, bị vô minh che đậy, bị ham ái hệ phược, thân người hiền trí được sanh khởi. Có nghĩa là một người cũng sinh ra trên đời này, cũng thân như chúng ta, cũng bị đầy dẫy bao nhiêu cái phiền trượt, nhưng người ấy lại từ từ biết cách gỡ ra, và người ấy không còn tham ái nữa, không còn dính mắc nữa, thì từ từ người ấy sẽ bỏ dần. Và vô minh ấy người trí đoạn tận, tham ái ấy người trí tận trừ. Vì sao? Người hiền trí sống phạm hạnh vì chân chánh để đoạn trừ đau khổ. Do vậy mà người hiền trí thì thân hoại mạng chung, không đi đến một thân khác, và không có một thân khác vì ấy khó khỏi sanh già chết sầu bi khổ ô não. Đó là vì ấy không. Vậy thì ở đây người hiền trí là chỉ cho ai? Chỉ cho bậc thánh.
Dạ, bậc thánh từ quả Tu Đà Hoàn trở lên. Còn người kẻ ngu là dễ dai, tất cả phàm phu. Dạ, chúng ta học một bài kinh, chúng ta thấy bài kinh nào Đức Phật cũng chỉ dạy hết bậc hiền thánh làm cái con đường đi thế nào, kẻ phàm phu ngu si đi thế nào. Chúng ta biết được đó là nẻo, nẻo của phàm phu đi, chúng ta không bước vào đó nữa. Chúng ta rất là dễ, chúng ta thấy có hai con đường. Một con đường người trước đã đi là con đường đầy đủ ánh sáng, và một con đường đen tối thì chắc chắn rằng không ai bước đi vào con đường đen tối một lần nữa, sẽ theo cái bóng sáng mà đi. Nhưng chúng ta vẫn tiếp tục đi trên con đường đó, con đường bóng tối đó, thì vô minh nằm ở cái chỗ đó. Cũng như vậy, con đường bất thiện chính là con đường đen tối, con đường thiện, con đường mà đi đến quả vị thánh, đó là con đường sáng. Và chúng ta sẽ nhận thức được với người học Phật. Còn có những người không để ý, có những người cứ quen theo quán tánh của mình, thì như vậy cứ tiếp tục vô minh và tiếp tục cái vòng luân hồi sinh tử. Quý vị hiểu không? Cho nên bài kinh này để giúp cho chúng ta nhận ra được, dạ, coi mình ở đâu và mình tiếp tục tu tập lại. Thì đấy, bài kinh dạ này dạy rằng sự phân biệt sai khác giữa hiền thánh và hiền trí và người ngu, đó là đối với vô minh tham ái, một bên thì đoạn trừ, còn một bên thì tiếp tục không đoạn trừ, vậy thôi. Và trong cuộc sống hàng ngày chúng ta áp dụng để tính toán đoạn trừ hai cái đó là vô minh và tham ái, đó là như bài này. Chúng ta qua phẩm thứ ba, cũng có 10 bài kinh để học. Chúng ta học một bài kinh nữa, đó là bài kinh có chữ duyên. Thì đây là duyên, bài kinh số 3, quý vị đọc dùm. Dạ. Dạ, quý vị nhìn bản. Dạ. Phẩm thứ 3. Bài số 3, phẩm thứ 3. Rồi, trú ở Savatthi, này các tỳ kheo, đối với người biết, này các tỳ kheo, đối với người thấy, ta nói các lậu hoặc được đoạn diệt, không phải đối với người không biết, không phải đối với người không thấy. Và này các tỳ kheo, như thế nào đối với người biết, đối với người thấy, các lậu hoặc được đoạn diệt? Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt, đây là thọ chấm chấm chấm, đây là tưởng hành thức, đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt. Như vậy, này các tỳ kheo, đối với người biết, như vậy đối với người thấy, các lậu hoặc được đoạn diệt. Này các tỳ kheo, trong đoạn diệt ấy, trí về đoạn diệt, ta nói rằng trí ấy có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỳ kheo, duyên của trí về đoạn diệt là gì? Giải thoát là câu trả lời. Này các tỳ kheo, ta nói rằng giải thoát có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỳ kheo, duyên của giải thoát là gì? Đó là ly tham, là câu trả lời. Này các tỳ kheo, ta nói rằng ly tham có duyên, chứ không phải không có duyên. Và này các tỳ kheo, duyên của ly tham là gì? Là yểm ly, là câu trả lời. Này các tỳ kheo, ta nói thêm rằng yểm ly có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỳ kheo, duyên của yểm ly là gì? Là tri kiến như chân, là câu trả lời. Này các tỳ kheo, ta nói rằng tri kiến như chân có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỳ kheo, duyên của tri kiến như chân là gì? Định, là câu trả lời. Này các tỳ kheo, ta nói định có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỳ kheo, duyên của định là gì?
lạc là không trả lời. Này các tỳ kheo, ta nói rằng lạc có duyên chứ không phải là không duyên. Này các tỳ kheo, duyên của lạc là gì? Khinh an là câu trả lời. Và này các tỳ kheo, ta nói rằng khinh an có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỳ kheo, duyên của khinh an là gì? Hỷ là câu trả lời. Này các tỳ kheo, ta nói rằng hỷ có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỳ kheo, duyên của hỷ là gì? Hân hoan là câu trả lời. Này các tỳ kheo, ta nói rằng hân hoan có duyên, không phải không duyên. Và này các tỳ kheo, duyên của hân hoan là gì? Lòng tin là câu trả lời. Này các tỳ kheo, ta nói rằng lòng tin có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỳ kheo, duyên có lòng tin là gì? Khổ là câu trả lời. Này các tỳ kheo, ta nói rằng khổ có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỳ kheo, duyên của khổ là gì? Sanh là câu trả lời. Này các tỳ kheo, ta nói rằng sanh có duyên chứ không phải không có duyên. Và này các tỳ kheo, duyên của sanh là gì? Hữu là câu trả lời. Này các tỳ kheo, ta nói rằng hữu có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỳ kheo, duyên của hữu là gì? Thủ là câu trả lời. Này các tỳ kheo, ta nói rằng thủ có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỳ kheo, duyên của thủ là gì? Ái là câu trả lời. Này các tỳ kheo, ta nói rằng ái có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỳ kheo, duyên của ái là gì? Thọ là câu trả lời. Như trên, xúc là câu trả lời của thọ, và sáu xứ là câu trả lời của xúc, và danh sắc là câu trả lời của sáu xứ, và thức là câu trả lời của danh sắc. Hành là câu trả lời. Này các tỳ kheo, ta nói rằng hành có duyên, không phải không có duyên. Và này các tỳ kheo, duyên của hành là gì? Vô minh là câu trả lời. Như vậy, này các tỳ kheo, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên khổ, khổ duyên tính, tính duyên hân hoan, hân hoan duyên hỷ, hỷ duyên khinh an, kinh an duyên lạc, lạc duyên định, định duyên tri kiến như chân, tri kiến như chân duyên yểm ly duyên ly tham duyên giải thoát duyên trí về đoạn diệt. Ví như này các tỳ kheo, trên đỉnh núi trời mưa nặng hạt, mà nước chảy theo truyền thấp tràn đầy hang núi, khe núi, thung lũng. Khi các hang núi, khe núi, thung lũng được tràn đầy, thời ao nhỏ được tràn đầy, ao nhỏ được tràn đầy, thời ao lớn được tràn đầy, ao lớn tràn đầy, thời sông nhỏ được tràn đầy, sông nhỏ tràn đầy, thời sông lớn được tràn đầy, sông lớn được tràn đầy, thời biển lớn, đại dương được tràn đầy. Cũng vậy, này các tỳ kheo, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên giáo xứ. Quý vị đọc tiếp, nó y chang như đoạn trên. Thật ra, mình nói nhau nhiều lần rồi, là văn bản Bali là một cái loại văn mà được lặp đi lặp lại nhiều lần. Nếu chúng ta tóm lại thì chắc chừng nửa bài thôi, nhưng mà vì sự lặp lại, và ai cũng biết là về cái phần kinh mà văn học Bali thì đó là sự lặp đi lặp lại. Thì như vậy bài này, đại ý của bài này là gì? Đại ý của bài này là một lần nữa nói là cái này làm duyên cho cái kia, và cái kia là làm duyên cho cái nọ, và cứ như vậy. Và duyên, và trong cái bài này thì chúng ta lại có thêm cái phần, cái đoạn sau nữa, vì có thấy không ạ? Cái đoạn sau là sanh duyên khổ, khổ duyên tính, và tính duyên hân hoan, và hân hoan duyên hỷ, hỷ duyên khinh an, khinh an duyên lạc, lạc duyên định, định duyên tri kiến như tri kiến như chân, tri kiến như chân duyên yểm ly duyên ly tham duyên giải thoát duyên trí về động diệt. Cái này là đoạn có trong bài kinh này, có thêm và chúng ta học thêm, nhưng mà cái kia, cái 12 như là căn bản, còn cái này, cái phần này là giống như cũng thêm vào phần phụ. Và cho chúng ta thấy rằng là chúng ta muốn giải thoát được là chúng ta phải làm gì? Phải ly tham, ly tham, ly tham. Rồi mình muốn ly tham được mình phải làm gì? Mình phải yểm ly, tức là mình chán. Và mình muốn yểm ly được là mình phải gì? Mình phải có chánh kiến. Dạ, do mình có chánh kiến nên mình chánh kiến mình thấy cái này là vô thường nè, vô thường, chính vô thường. Cho nên nếu mà mình thấy nó không vô thường thì mình sẽ muốn giữ nó, còn mình biết nó vô thường, mình đem về ngày mai mốt nó thành rác cái gì, phải không ạ? Thì mình sẽ không có tham nữa, và có là yểm ly, chán nản và ly tham. Và thì nó như vậy, và khi mà những cái đó chúng ta bỏ được á, thì chúng ta mới có sự khinh an nè, sự hân hoan nè,
và hãy và từ đó những cái phía trước chúng ta sẽ không còn là từ sanh già bệnh chết cho đến những cái phần trên nữa. Thì trong này có một cái ví dụ này là cái gì, như một cái cơn mưa nặng hạt và nước chảy theo triền núi và sẽ khỏa lấp đầy các sông. Dạ, thì có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái này chúng ta giống như ly tham được thì chúng ta mới có sự giải thoát. Ly tham được là chúng ta có sự yểm ly. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là giống như một con sông mà nó được đầy, thì sông lớn, sông nhỏ được đầy rồi mới tràn ở sông lớn. Thì có nghĩa là từ cái hành động nhỏ mà mình được dạ thành tựu rồi thì chúng ta mới thành tựu những cái việc lớn, cho đến sầu bi khổ u não, cho đến ham ái được chúng ta đoạn diệt cái bị hiểu mà. Dạ. Dạ. Chúng ta hết giờ em bị cố gắng hiểu giùm. Dạ. Thật ra dễ mà đâu có khó. Dạ. Chúng ta về đọc đại ý. Đại ý về kinh này dạy rằng các pháp đều do duyên sanh mà ra, một pháp này sẽ làm duyên cho các pháp khác, rõ ràng là vậy ha. Cũng vậy, giải thoát hai ràng buộc đều do duyên. Nếu vô minh duyên hành và đưa đến già chết ô bi khổ não, vô minh diệt thì duyên hành đưa đến hành, duyên hành diệt đưa đến giải thoát. Áp dụng vào đời sống hàng ngày cũng tương tự như những cái bài kinh trên. Chúng ta ở phẩm thứ tư, quý vị ngay này nè, quý vị bước qua cái trang cái thứ gì viết lại dùm cái thứ tư nhưng mà thứ ba. Dạ, thứ tư ha, cái chính là thứ tư. Dạ, thứ tư này cũng có 10 bài kinh. Dạ, bài kinh tiếp theo chúng ta học rồi bài kinh số 3 là căn bản của trí. Thì thầy nói rất là ngắn thôi. Dạ, thì đại ý của bài kinh này có 44 cái căn bản của trí. Và có hai loại trí mà vị thánh đệ tử, đó là pháp trí là biết về già chết như vậy, biết về già chết tập khởi như vậy, và biết già chết như vậy, biết con đường đưa giải thoát. Và tùy trí, có nghĩa là hiểu rõ già chết sẽ hiểu rõ già chết tập khởi. Dạ, cái này quý vị về bài tập về nhà. Dạ, quý vị nào có thể đọc và buổi sau quý vị có thể làm nói chuyện gì trên đài đó thì vì dạ rồi đó là nội dung của bài học ngày hôm nay. Dạ, chúng ta chắc hết giờ rồi, chúng ta sẽ dừng lại đây. Dạ, tuy nhiên thì cái phần quan trọng chúng ta vẫn là cái phần 12 nhân duyên, chúng ta phải nắm cho rõ và áp dụng trong đời sống hàng ngày này. 12 nhân duyên chúng ta nhận rõ, tức là chúng ta giải thoát, còn chưa nhận được 12 nhân duyên thì chúng ta vẫn còn trong cái vòng trôi buồn. Và chúng ta sẽ dừng buổi học ở đây ha, vì về cố gắng, vì buổi học của mình có 50 phút mà kinh thì dài, cho nên mình nói nó hơi nhanh một tí xíu, nhưng mà những phần này chúng ta học giống như ôm lại, cho nên quý vị về nhà cố gắng đọc thêm. Và thứ tư tuần sau sẽ là giờ học kinh tương ứng tiếp tục, vì tuần này là tuần học bù. Dạ, nhớ tuần sau đem sách kinh tương ứng theo để học tiếp. Dạ, rồi chúng ta sẽ nghỉ đây, mời đại chúng chắp tay học tiếp. Quyền đem công ứng này hướng về tâm tâm cả để từ chúng sanh đều rõ mang phân đạo. Thank you.